Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, tháng 4 là tháng mà nước Nga làm chủ trì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tháng này, nước Nga chủ trì cuộc họp. Thì thứ Hai vừa rồi, ngày 24 tháng 4, cuộc họp, ngồi cạnh bên Ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov, thì có Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres. Các quốc gia, nhất là những quốc gia thường trực như là Mỹ, Anh, Pháp, thay phiên nhau tấn công nước Nga một cách rất là dữ dội. Mở đầu, Ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov tuyên bố nói rằng thế giới đang ở trong một tình trạng bấp bênh vô cùng vì chưa bao giờ thấy trong lịch sử sau đệ nhị thế chiến có một cảnh rất là xáo trộn, nhiều bất đồng cả thế giới, nhất là tình trạng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nâng cao lên tầm báo động. Ngoại trưởng của Nga cảnh báo đó là nếu thế giới, nước Mỹ và Tây Phương cứ tiếp tục mà hung hăng như thế, thì sẽ dồn vào một thế đường cùng đối với nước Nga, thì nước Nga sẽ phải tự vệ, như là nước Nga đã tự vệ khi thấy Mỹ sử dụng NATO như là một cánh tay nối dài để rồi biến ông Tổng thống Volodymyr Zelensky là một tướng tiền phương dòm ngó đến lãnh thổ an ninh quốc gia của Nga. Nhưng sau phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov thì ngay lập tức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông Guterres lại cáo buộc Nga là người đã xâm lăng nước Ukraine. Tiếp lời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres thì đại sứ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc là bà Thomas Greenfield. Bà nói rằng nước Nga đã mở một chiến dịch xâm lăng vào nước Ukraine mà nước Ukraine không có khiêu khích chút nào cả. Nên sau đó thì những thành viên ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thân Mỹ, thân Tây Phương, thay phiên nhau tấn công Nga. Họ dùng chiến dịch bầy đàn để làm cho Nga mất tinh thần. Họ nói rằng Nga là kẻ chủ mưu trong việc xâm lăng này, thì Nga phải bị trừng trị trên toàn diện, từ vấn đề kinh tế cho đến vấn đề chính trị và vấn đề ngoại giao phải bị cô lập. Nhưng thưa quý khán thính giả, Ngoại trưởng của Nga ông Lavrov rất vững tinh thần. Ông vẫn chủ trì cuộc họp và ông nói rằng nước Nga là nước bị hại chứ không phải là nước đi hại người. Nếu nước Mỹ và Tây Phương không dồn nước Nga vào đường cùng để tự vệ, vì nước Mỹ và Tây Phương sử dụng NATO, sử dụng nước Ukraine đòi tham gia vô NATO, là một quốc gia sát cạnh biên giới của Nga, là coi như là bên cạnh doorstep, không? Bước ra thấy liền thềm, bậc thềm của cánh cửa của nước Nga, thì nước Nga đã không có tự vệ mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Điều mà ông Ngoại trưởng Lavrov ông nói ngắn gọn lúc đó, nhưng ai cũng hiểu trong quá trình hơn vài tuần qua, những câu chuyện như là binh nhì Teixeira ở Mỹ đã tiết lộ hồ sơ bí mật quân sự ở Ukraine cho thấy chính Mỹ là người dàn dựng các câu chuyện để mà Nga phải tự vệ. Mà điều ông Ngoại trưởng Lavrov nói là đúng thôi, nhưng mà phải nói là bà đại sứ của Mỹ, bà Thomas Greenfield miệng rất to họng, bà lấn át tiếng nói của Ngoại trưởng Lavrov.
nhất định trình bày quan điểm của Mỹ là đúng thôi. Thưa quý khán thính giả, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres có mặt ở tại Liên Hiệp Quốc, mà Liên Hiệp Quốc thì ở ngay tại New York là nước Mỹ. Nên tiếng nói của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiều người cho rằng cũng còn thiên vị Mỹ lắm, chứ chưa dám nói tiếng nói của sự công bằng. Đó là câu chuyện diễn ra vào cuộc họp sáng thứ hai ngày 24 tháng 4 năm nay ở tại Liên Hợp Quốc giờ New York. Khi ấy là khoảng chừng chiều tối của Việt Nam rồi. Nhưng mà được các bản tin nói rõ hơn thì sáng ngày thứ ba 25 tháng 4. Quý khán thính giả biết, sau khi bản tin này đưa ra thì Mỹ nói rằng Mỹ vẫn là đúng thôi. Các truyền thông của Mỹ đó, Nga là người xâm lược khi mà Ukraine không có khiêu khích. Còn việc làm của Mỹ là việc làm yểm trợ dân chủ và nhân quyền, yểm trợ sự tự quyết cho người dân Ukraine. Tôi đọc tôi thấy mắc cười. Câu chuyện xảy ra như thế, tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Mỹ mới là người dàn dựng mọi câu chuyện để rồi Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine là để bảo vệ sự gặm nhấm từ từ của nước Mỹ tới thềm cánh cửa của nước Nga, và nghĩ rằng sẽ làm một chuyện gì đó để Nga phải quỵ sụp mà thôi. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính nước Nga đã nhiều lần xin gia nhập NATO, nhưng Mỹ không cho Nga gia nhập. Nhiều giai đoạn ký những thỏa ước tương tác giữa Nga và NATO, hứa này hứa nọ, nhưng khi thấy cần thì phải thổi lên một con ngáo ụp Nga hù dọa Tây Phương, hù dọa những quốc gia trong Đông Âu cũ và Liên Xô cũ. Để sao? Để những nước này cảm thấy bị đe dọa. Thì cũng chính báo chí của Mỹ tiết lộ đó là họ phải mua vũ khí của Mỹ. Họ phải mua vũ khí của Mỹ, nhất là mua ồ ạt các chiến đấu cơ mà Mỹ vừa mới sản xuất, đó là F-35, bán cho các quốc gia nào là Romania, nào là Đức, nào là Ba Lan, vân vân, bán rất là nhiều rồi. Chỉ có một quốc gia mà Mỹ không có bán cho, đó là nước Turkey. Là vì nước Turkey mua phòng không, mua tiêm kích của Nga, mà Mỹ e sợ là bán cho Turkey thì Turkey có tương tác với nước Nga, thì nước Nga khám phá ra được những yếu điểm của F-35, nên Mỹ đâu có bán cho Turkey. Bán những cái khác thì bán, không bán F-35. Bán F-35 cho hầu hết các quốc gia khác thì đủ hiểu rồi. Nên góc nhìn của tôi về vấn đề này rất rõ. Nga đúng như lời Ngoại trưởng Lavrov của Nga nói ở tại Liên Hợp Quốc là nạn nhân, chứ không phải là người đi hại người khác. Là người bị hại phải tự vệ mà thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.